Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau vào chương 4, đa phương tiện. Vào bài 12, thông tin đa phương tiện. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phần 1 nhỏ, đa phương tiện là gì? Hàng ngày chúng ta thường tiếp nhận và xử lý thông tin ở dạng cơ bản nào? Thứ nhất, dạng văn bản. Các bạn hay đọc truyện tranh hay là những quyển tiểu thuyết, đa phần là văn bản. Hay thứ hai là hình ảnh. Thứ ba là âm thanh. Tiếp nhận thông tin một cách đồng thời thì người ta gọi ở đây là thông tin đa phương tiện. Vậy thông tin đa phương tiện là thông tin kết hợp từ nhiều dạng và được thể hiện một cách đồng thời. Các bạn không nhất thiết phải đầy đủ ba dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh. Chỉ cần văn bản kết hợp với hình ảnh hoặc văn bản kết hợp với âm thanh hay hình ảnh với âm thanh thì đây người ta đã gọi là thông tin đa phương tiện rồi. Rồi các bạn ghi cái phần đa phương tiện là gì? Các em hãy nêu một vài ví dụ về sự tiếp nhận thông tin đa phương tiện. Khi các em xem phim, tài liệu thì các em sẽ vừa nghe lời bình, vừa có âm thanh, vừa có hình ảnh và dòng chú thích. Xem nội dung, văn bản và hình ảnh được trình chiếu trên màn hình rộng. Các bạn ở đây vẫn được theo dõi các khi các thầy cô thao giảng, đúng không ạ? Xem ca sĩ hát có vũ đạo, phụ họa, vừa xem biểu diễn, vừa cảm thụ âm nhạc. Vậy muốn tạo ra sản phẩm thông tin dạng văn bản, dạng hình ảnh, ta thường sử dụng phần mềm máy tính nào? Các bạn quan sát sách giáo khoa. Thường sử dụng phần mềm máy tính như Word, Paint để tạo ra sản phẩm thông tin dưới dạng văn bản và hình ảnh và rất nhiều những cái phần mềm khác nữa. Vậy sản phẩm đa phương tiện là sản phẩm thể hiện thông tin đa phương tiện. Các bạn sang phần 2 nhỏ, một số ví dụ về đa phương tiện. Khi thầy cô giảng bài thì các bạn sẽ thấy những cái thông tin đa phương tiện nào? Khi thầy cô vừa nói thì đây là thông tin dạng âm thanh, vừa bảng thì thông tin dưới dạng hình ảnh hoặc hình vẽ. Chúng ta sang ví dụ tiếp theo. Quyển sách giáo khoa vừa có chữ vừa có hình ảnh minh họa. Cái này các bạn thường xuyên được sử dụng, đúng không ạ? Ví dụ tiếp theo như là các sản phẩm đa phương tiện tạo bằng máy tính, như trang web, bức ảnh, đêm sao và đoạn phim quảng cáo. Thứ ba là bản đồ tích hợp dữ liệu trên trang web. Ví dụ tiếp theo là bài trình chiếu. Các bạn vẫn đang làm á. Ví dụ tiếp theo là từ điển Bách khoa đa phương tiện. Khi các bạn search Google thì cái trang web này thường hiện ra đầu tiên.
Vậy ưu điểm của đa phương tiện là như thế nào? Các bạn sang phần 3 nhỏ, ưu điểm của đa phương tiện. Ưu điểm của thông tin đa phương tiện, nó thể hiện thông tin một cách tốt hơn. Nó kết hợp được và thể hiện nhiều dạng thông tin một cách đồng thời, nên thông tin được hiểu đầy đủ và nhanh hơn. Ưu điểm thứ hai là thu hút sự chú ý hơn. Việc kết hợp các dạng thông tin luôn thu hút sự chú ý của con người hơn so với một dạng thông tin cơ bản. Ở đây nó kết hợp nhiều dạng thông tin, hình ảnh, âm thanh, văn bản thì nó sẽ thu hút được sự chú ý hơn khi các bạn chỉ có văn bản không. Vậy thông tin đa phương tiện thích hợp với việc sử dụng máy tính thay vì sử dụng bàn phím và các dòng lệnh bằng văn bản, có thể sử dụng chuột, các biểu tượng trực quan trên màn hình để khai thác máy tính một cách hiệu quả và thuận tiện. Ví dụ như tạo ra một số phần mềm trò chơi hay một số phần mềm dạy học. Vậy cái ưu điểm thứ ba là phù hợp với việc giải trí và dạy học. Trên đây là những ưu điểm. Chúng ta chuyển sang phần 4 nhỏ, các thành phần của đa phương tiện. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu. A nhỏ, văn bản. Văn bản là dạng thông tin cơ bản nhất trong biểu diễn thông tin. Nó bao gồm các ký tự có nhiều dáng vẻ kích thước khác nhau, một số phần mềm tạo ra phông chữ ở trên máy tính, để các bạn sử dụng gõ văn bản đó. Rồi các bạn chuyển sang phần B nhỏ, âm thanh. Âm thanh là phần rất điển hình của đa phương tiện. Nó sử dụng rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Máy tính thể hiện được tất cả các loại âm thanh. Âm thanh có thể lồng vào phim, đưa vào máy tính bằng mic, ghi lại và phát qua loa. Rất đơn giản đúng không ạ? Một số phần mềm xử lý âm thanh hay sử dụng. Chúng ta chuyển sang phần C nhỏ, ảnh tĩnh. Vậy các bạn hiểu thế nào là ảnh tĩnh? Ảnh tĩnh có nghĩa là ảnh nó không chuyển động. Vậy ví dụ như là một bức tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung nào đó. Và phần mềm vẽ hình tranh ảnh trên máy tính như là Paint, Corel rất hay được sử dụng. Và phần mềm xử lý hình ảnh Photoshop. Vậy tất cả những hình ảnh bây giờ thường chúng ta phải chỉnh sửa để nó đẹp hơn. Chúng ta chuyển sang phần D nhỏ, ảnh động. Vậy ảnh động nó khác gì so với ảnh tĩnh? Hay là ảnh động thực chất là gì? Vậy ảnh động thực chất nó là sự kết hợp và thể hiện của nhiều ảnh tĩnh trong những khoảng thời gian ngắn. Giống như các bạn chụp ảnh liên tiếp, sau đó các bạn ghép lại thì nó trở thành ảnh động. Đúng ạ. Vậy phần mềm tạo ra ảnh động như là Movermaker, Adobe Flash, vân vân, rất nhiều những cái phần mềm tạo ảnh động để ghép lại những cái hình ảnh mà bạn chụp liên tiếp nhiều lại với nhau để tạo thành ảnh động. Chúng ta chuyển sang phim. Vậy phim là gì?
À, các bạn xem phim rất là nhiều rồi, đúng không? Vậy phim là phần mềm đặc biệt của đa phương tiện. Nó tổng hợp tất cả các dạng thông tin như là hình ảnh, văn bản, âm thanh ở trong đó. Và phim được quay bằng máy quay kỹ thuật số và được xử lý bằng các phần mềm như Movie Maker. Chúng ta chuyển sang phần củng cố. Các bạn nhớ lại các thành phần của đa phương tiện là bao gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh, ảnh động và phim. Vậy thông tin đa phương tiện có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, nghệ thuật, y tế, khoa học và thương mại. À vậy, đây là hai nội dung chính mà các bạn cần phải nhớ. Thầy xin nhắc lại. Các thành phần của đa phương tiện văn bản bao gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh, ảnh động và phim. Thứ hai là đa phương tiện có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, nghệ thuật, y tế, khoa học và thương mại. Các em về nhà đọc phần 5 nhỏ trong sách giáo khoa ứng dụng đa phương tiện, sách giáo khoa trang 120. Phần này thầy sẽ không dạy và các em tự nghiên cứu ở nhà và trả lời phần câu hỏi và bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 121 sách giáo khoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.